Mến chào quý cô chú, anh chị em mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú, anh chị em mình một cái cách là mình phục xịt xịt hàng tuần để phòng ngừa những cái bệnh về mai nha cô chú anh chị. Thì cái loại em sẽ hướng dẫn trước cho cô chú anh chị đây là ba loại thuốc nha cô chú anh chị. Một là một loại antracon nha cô chú anh chị. Hai là một loại thuốc từ sâu và từ bọ trĩ, từ sâu cuốn lá rồi luôn nha cô chú anh chị. Đó này nó là nó mình xài chung với cô chú anh chị. Cái này là của Thanh Sơn nha cô chú anh chị. Đó. Thuốc này á, là vừa phòng phòng ngừa bọ trĩ hay cô chú anh chị, từ sâu cuốn lá rồi nhện đỏ rồi này kia. Nó này mình xài chung chung nha cô chú anh chị. Còn cái này là Anvin của Syngenta nha cô chú anh chị. Đó cái này tại chai này em xài cũng lâu rồi nó bị tróc cái mạng nhãn hiệu nha cô chú anh chị, chứ không phải em giấu nghề nha. Nói chung là em cũng chỉ chia sẻ hết mình cho cô chú anh chị. Cái thùng cái bình này là em xài thường thường là một bình em xài 8 lít hay cô chú anh chị ha. 8 lít một bịch này mình sẽ chia ra làm 4 lần. Ha, em cho cô chú anh chị. Đó. Chia ra làm 4 lần nha cô chú anh chị. Đó. Ăn cha con. Mình cho cái hàng dưỡng vô trước nha cô chú anh chị. Lắc đều lên. Lắc đều lên cho nó hòa trung hòa xong hết cô chú anh chị. Đó, xong rồi cô chú anh chị mình pha riêng cái ca này nha cô chú anh chị. Ăn viên pha riêng cái ca nha. Rồi xong mình cũng phải pha đều ở ngoài rồi mình để vô để thôi mình ấy vô nó kết dính là cô chú anh chị mình sẽ không hiệu quả. Anh chị mình đó. Xong mình pha riêng ở đây. Nha, nhớ làm theo hướng dẫn của em ha. Nếu mình làm theo cái hướng dẫn của em á thì mình cái liều lượng thuốc mình pha ra nó sẽ hòa đều trung hòa hết cô chú anh chị. Đó. Xong rồi mình mới tới thuốc sâu nha cô chú anh chị. Đó, xong rồi mình tới thuốc sâu. Thuốc sâu mình xài một nắp thôi. 8 lít mình xài khoảng một nắp này thôi nha cô chú anh chị. Đó. Vừa thôi. Yếu tí. Yếu nắp đi. Thì 8 lít mình xài quá cũng không 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 tốt. Đó, cũng pha đều qua rồi. Đó, xong mình đổ vô hai cô chú anh chị. Rồi, nếu cô chú anh chị mình làm gì nè, mình xịt hàng tuần á, nó rất là hiệu quả nha cô chú anh chị. Nó sẽ phòng ngừa được bệnh dĩ sắt nè, dĩ sắt nè. Đó, bã trầu. Nói chung những cái loại về phòng ngừa bệnh về những cây mai ấy, cô chú anh chị thì cái bộ lá nó sẽ rất là đẹp. Em đây là em chăm mai giống nên phần chủ yếu là cái bộ lá, cái lá tàn nó sẽ phải đẹp. Nó bóng đẹp thì mình mới bán được cái hàng giống nha cô chú anh chị. Đó. Thì cái cơ bản em hướng dẫn cho cô chú anh chị mình thì ví dụ mình xịt đó nha. Bữa nay là em xịt là ngày thứ hai. Chiều thứ hai xịt thì sáng thứ ba mình sẽ xả lại với